Kính chào cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh của em Hôm nay em đi ra một cái khu vực rất là rộng như thế này Khoảng 2 tháng trước đang mùa nắng Thì chồng em có đốt cái khu vực này Nguyên một cái bãi này là bãi cỏ chanh đó cô bác và anh chị Đây hôm trước là mình đang đào thì gặp trời mưa Mình đào để lấy cái rễ cỏ chanh Rễ cỏ chanh hay còn gọi là bạch mau căn là một vị thuốc lâu đời ở trong y học cổ truyền. Trong video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ đến cô bác và anh chị cái loại dược liệu này. Cô bác và anh chị dễ dàng tìm kiếm được cái loại dược liệu này ở những cái nơi mà đất mọc hoang hay là ven rừng, ven đồi đều có. Cây cỏ chanh là loại cây sống lâu năm với cái phần rễ của nó ăn sâu ở dưới mặt đất. Cái bộ phận được sử dụng làm dược liệu của cây thì mình có thể sử dụng cái rễ thân và hoa, nhưng chủ yếu thì người ta lấy cái phần rễ là chủ yếu. Sau khi thu hoạch thì cô bác và anh chị mình rửa sạch và cắt khúc rồi phơi khô. Theo y học cổ truyền, rễ cỏ chanh hay còn gọi là bạch mau căn có tính hàn, vị ngọt. Với phần hoa thì nó sẽ có tính ấm, vị ngọt và không chứa độc tố. Có tác dụng vào ba kinh đó là kinh thủ thiếu âm tâm, túc dương minh vị, túc thái âm tỳ có tác dụng phục nhiệt, có nghĩa là loại bỏ cái nhiệt ẩn ở bên trong cơ thể. Lợi tiểu, tiểu tiện khó, chữa cái thổ huyết, giải độc, cầm máu, điều trị sốt nóng, chữa viêm đường tiết niệu, chữa các cái bệnh về sỏi thận, nóng trong người, chảy máu mũi. Thông thường thì trong Đông y sử dụng cái rễ cỏ chanh dưới dạng phơi khô hoặc là tươi để làm thuốc sắc, điều trị bệnh. Với liều lượng sử dụng là từ 30 đến 35g một ngày, khô thì từ 12 đến 20g một ngày. Và bây giờ thì em xin chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các cái bài thuốc và cách sử dụng cái loại dược liệu này. Và mùa hè nắng nóng như thế này, cô bác và anh chị có thể giải độc cho cơ thể làm mát gan với cái loại dược liệu này rất là đơn giản. Mỗi ngày mình sẽ dùng cái rễ cỏ chanh tươi này với liều lượng 200g rửa sạch và mình nấu với khoảng 1 lít nước. Sau khi đun sôi thì mình hạ lửa nhỏ và tiếp tục đun từ 7 đến 10 phút. Sau đó thì mình dùng cái nước này thay cho nước lọc và uống hàng ngày. Mỗi liệu trình thì cô bác và anh chị có thể uống từ 10 đến 15 ngày. Nó giúp giải độc cho cơ thể giải độc gan, làm mát gan rất là hiệu quả. Để uống ngon hơn thì cô bác và anh chị có thể thêm một chút đường phèn hoặc mật ong cũng khá là ngon. Bài thuốc thứ hai đó là bài thuốc mình có thể dùng nó để làm lợi tiểu, chữa cái bí tiểu khó tiểu. Thì mỗi ngày mình sẽ dùng khoảng 30 g cái rễ cỏ chanh khô kết hợp với 25 g cái sa tiền tử, 40 g gâu ngô và 5 gam hoa cúc mình đem tất cả các nguyên liệu này mình sắc chung với khoảng 750 ml nước và mình uống hàng ngày uống liên tục trong vòng 10 ngày thì nó sẽ cải thiện các cái triệu chứng bí tiểu khó tiểu tiểu dắt tiểu bút hoặc là cô bác và anh chị có thể kết hợp cái rễ cỏ chanh tươi này sắc chung với 10 gam rau má 15 gam lá sen cạn 10 gam dâu ngô và 8 gam rau diếp cá thì mình cũng uống 3 lần một ngày và uống liên tục trong vòng từ 3 đến 5 ngày nó cũng giúp chữa cái bí tiểu khó tiểu và giúp lợi tiểu rất là hiệu quả. Bài thuốc thứ ba em muốn chia sẻ từ cái loại dược liệu này đó là nó dùng để chữa viêm đường tiết niệu thì mình sẽ chuẩn bị cho em 10 g cái rễ cỏ chanh khô kết hợp với 20 g lá đinh lăng, 20 g kim ngân, 20 g rau dấp cá, 20 g rau má, 20 g kim tiền thảo và 16 g tang diệp, 16 g hương nhu. Tất cả các nguyên liệu thì mình rửa sạch và mình cho vào khoảng 1 lít nước mình đun sôi Mình uống trong ngày cải thiện cái tình trạng viêm đường tiết niệu thông tiểu rất hiệu quả Bài thuốc tiếp theo đó là bài thuốc người ta dùng để điều trị cái ho lâu ngày do phế hư Do nóng trong người thì cô bác và anh chị mình sẽ sử dụng rễ cỏ chanh khô 20g, cam thảo 10g, gừng 20g, rễ sưng sông 16g, bán hạ chế 10g tang bạch bì 16g, trần bì 10g, cắt cánh 12g và sắc mỗi ngày một thang, chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày, kiên trì sử dụng trong vòng 3 4 ngày thì nó sẽ giúp giảm ho hiệu quả. Bài thuốc tiếp theo đó là bài thuốc người ta dùng để trị cái nước tiểu vàng vàng da. Cô bác và anh chị có thể kết hợp cái rễ cỏ chanh khô 16g, 12g nhân trần, 8g chỉ xác, 12g bạch thược, 14g nam hoàng bá, 10g chi tử, 20g đinh lăng, 8g đan bì, 12g sa tiền, 12g củ đợi. Sắc uống và ngày làm 2 đến 3 lần uống. Khu vực em đang quay đây là khu vực cái cây cỏ chanh này cô bác và anh chị đây rất là nhiều luôn. Cái khu vực lúc nãy mà em đào đó là à, trời nắng thì mình châm lửa mình đốt đi để cho nó bớt rậm rạp, mình đào cho nó dễ. Còn nếu mà còn lá thì nó sẽ như thế này. Vậy là em đã chia sẻ đến cô bác và anh chị cái vị thuốc bạch mao căn trong y học cổ truyền. Cô bác và anh chị có thể ứng dụng vào đời sống rất là đơn giản và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo.